Các vị Pháp Sư Các vị Đồng Tu Xin mời ngồi Mời mọi người cùng tôi Quy y Tam Bảo à A Sa Lê Tồn Niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm thủy tùng kim nhật nảy chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nảy chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn à a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thị tùng kim nhật nãi chí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Tờ thứ 153 Chúng ta xem từ hàng thứ năm Giải Hữu Nhật Đạo ẩn Ư ừ, Sở trước Vô lượng thọ kinh chân dạy trung viết ngũ trượt chi thế đây đích thực chính là chỉ cái thời đại này của chúng ta trượt ác đến cùng tột Tạo ác chi thời Thánh đạo nhất chủng Kim thời nan tu Đặc biệt Là Phật Pháp Tại vì sao Phật Pháp nói là tâm tánh Tu học phật pháp điều kiện quan trọng nhất chính là dùng chân tâm bởi vì phật pháp là thế tôn từ trong tâm chân thành mà lưu xuất ra tâm của chúng ta không giống với ngài Thì rất khó mà thể hội được Tâm chúng sanh là vọng tâm Trong chân tâm Là thanh tịnh bình đẳng giác Không có chút gì ô nhiễm Không có chút nào hoài nghi Không có chút nào dao động vì thì chúng ta ngày nay đích xác Như người xưa đã nói Tâm khí bao trào Người giàu thời xưa có Thế nhưng cái mức độ tâm khí bao trào đó Rất là nhỏ ít Nếu dùng phần trăm so để nói Cũng chẳng qua là Ba đến năm phần trăm Tâm khí bao trao như vậy Vậy hiện tại thì sao Hiện tại phải đạt đến 95% 90 đến 95% Làm sao có thể học Chúng ta từ chỗ nào có thể xem thấy ra Từ đại thiện tri thức Không ở thế gian chúng ta Các ngày gì sao không đến Chúng ta không chịu học Chúng ta chân thật chịu học Phật Bồ Tát liền đến ứng thế Chúng sanh có cảm Phật liền có ứng Phật Bồ Tát Tại vì sao đến thế gian này Đến lúc nào thì đến chúng sanh muốn học thánh giáo thì các ngài đến trong tâm chúng ta là muốn học thế nhưng trình độ của chúng ta không đủ các ngài không đến điều kiện không đầy đủ người xưa vì sao có thể đầy đủ người xưa từ nhỏ tiếp nhận qua giáo dục Nền tảng chúng ta nêu ra thí dụ rất rõ ràng đệ tử quy là mỗi gia đình giáo dục thế hệ sau cần phải giáo dục học tập cái giáo dục này không phải vậy trẻ nhỏ đọc Không phải vậy Hoàn toàn là người Cả nhà Đặc biệt là cha mẹ Đều thực tiễn Đệ tử quy Trẻ nhỏ vừa sinh ra Chúng liền xem thấy rồi Chúng liền nghe được Liền tiếp xúc được Cha mẹ cự ly Rất gần với chúng Ngôn hạnh của cha mẹ Nhất cử nhất động Ở trước mặt trẻ nhỏ Cho dù là trẻ sơ sinh Vừa mới sanh ra Chúng mở mắt ra Là biết nhìn rồi Lỗ tai nhỏ của chúng sẽ biết nghe Chúng đã bắt đầu học tập Cho nên Hãy là mặt trái đều bất thiện việc không tốt quyết định không để trẻ nhỏ xem thấy không thể để chúng nghe được không thể để chúng tiếp xúc được mẫu thân phải trông chừng trẻ nhỏ cho tốt để trẻ nhỏ nghe được tiếp xúc được đều là thiện đều là tốt tiêu chuẩn của thiện ác Trung Quốc vào thời xưa là lấy ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức làm tiêu chuẩn. Tương ứng với cái này là thiện. Không tương ứng với đây chính là bất thiện. Hay nói cách khác, chúng từ vừa sanh ra liền tiếp xúc giáo dục, luân lý. Ngũ thường tứ duy bác đức Giáo dục đạo đức Trẻ nhỏ phải xem bao lâu? Phải xem ba năm Hay nói cách khác Một ngàn ngày Đây là giáo dục nền tảng nhân sanh Hiện tại không còn Hoàn toàn không còn Tuổi tác này của tôi Cũng chính là 80 năm trước Vẫn còn Tôi còn nếm được một chút cành rìa Em trai tôi thì không có Chú ấy nhỏ hơn tôi 6 tuổi Tôi tiếp xúc cái giáo dục này Lúc đó là khoảng 8-9 tuổi Thì không còn Tôi 8-9 tuổi thì em trai tôi chỉ có 2-3 tuổi Chú ấy không nhớ được tôi còn tiếp xúc được chút ít giáo dục truyền thống mười tuổi chúng tôi từ nông thôn dọn đến thành thị trong thành thị thì hoàn toàn không có thỉnh thoảng còn nghe được có người nói không còn xem thấy người nỗ lực mà làm Sau 10 tuổi ở trong thành phố Huân nhiễm cái bất thiện Tiếp nhận cái gọi là giáo dục mới Giáo dục mới thì phủ định giáo dục truyền thống Truyền thống là lỗi thời Là lạc hậu phải học giới âu mỹ quốc gia tiên tiến khóa trình tiểu học thay đổi khi tôi đi học tiểu học tiểu học năm thứ hai còn có một khóa trình tu thân Đến năm thứ ba thì thay đổi Tu thân không dùng Đợi thành công dân Đến năm thứ tư đợi thành xã hội Khóa trình thường thay đổi Mỗi năm đều không như nhau Đây là chúng ta Đích thân trải qua Càng thay đổi Thì càng xa Đối với giáo dục văn hóa Truyền thống càng ngày càng xa đến khi tôi học sơ trung đích thực đạo đức luân lý truyền thống không còn thế nhưng lão sư lão sư vào lúc đó tốt lão sư còn có thể thân giáo là vào thời kỳ hoạn nạn tám năm kháng chiến chúng tôi lớn lên trong thời đại này khoảng ngày tháng đó rất gian nan khốn khó lão sư có tâm yêu thương đối với học trò chúng tôi là học sinh lưu vong đều không ở chung với gia đình có người còn thư từ qua lại với gia đình có người nghe đến tin tức đều không có cho nên trường học chính là nhà lão sư cũng là kim sứ mạng của cha mẹ chúng ta cảm ơn đối với lão sư lão sư đích thực đem học trò xem thành con cái rất là quan tâm rất là thương yêu cũng làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem Tuy là không có trong khóa trình Thế nhưng nhất cử nhất động của lão sư Là tấm gương cho chúng ta Trong chân dạy nói Thánh đạo nhất dụng kim thời Nàng tu Cái khó này không phải một Cái khó quá nhiều rồi Không chỉ một loại Học tập khái niệm cơ bản Tri thức Của Thánh Đạo Chúng ta hoàn toàn không tiếp nhận được Làm sao có thể Thoát ly sáu cõi luân hồi chỗ này phía sau nói đặt thử nhất môn cái môn này ngoài tám dạng bốn ngàn pháp môn ra ngoài vô lượng pháp môn ra chỉ có cái môn này chỉ viên cực đốn cái môn này thật thù thắng viên đến cực điểm viên là viên mãn viên mãn đến cùng tổ viên dung đến cùng tổ đốn đốn là đốn siêu mau chóng cũng đạt đến đỉnh cao nhất một pháp môn đặc thù như vậy thật khó được mà còn là do kỳ giản dị trực tiếp, nó không khó. Nếu như chí viên cực đốn cần phải người thượng thượng căn mới có thể tiếp nhận, vậy thì chúng ta không có phần. Chỗ tốt nhất của nó chính là đơn giản dễ dàng. thẳng tắc, mau chóng, ổn định. Đây chính là nói Pháp môn tịnh độ. Tắc xuất thế chi, chánh thuyết thiên tại tư kinh. Siêu xuất sáu cõi luân hồi, siêu xuất mười Pháp giới. Không phải phụ trợ mà nói Là chính thuyết Chính ngay bộ kinh này Bộ kinh này chính là Nhất đại sở thuyết quy thử kinh Nhất đại này là Một đời của Thích Ca Mô Ni Phật Chính là chỉ Thế Tôn nói Pháp 49 năm 49 năm nói ra tất cả Pháp Thấy đều quy về tịnh độ Cầu xanh thế giới Tây phương cực lạc Như chúng thủy quy ư đại hải Chúng thủy là các dòng nước trên đại lục Nước trong các dòng toàn bộ đều là chảy ra biển cả đem dòng nước thí dụ cho tất cả kinh thí dụ cho tất cả pháp môn vô lượng pháp môn biển cả thí dụ cho tịnh độ sau cùng toàn quy tịnh độ do thử ngôn chi bách dạng a à tăng kỳ nhân duyên dĩ khởi hoa nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm là vô lượng nhân duyên Thế Tôn Vì chúng ta nói ra bộ kinh này nhất đại sự nhân duyên dĩ thành pháp hoa chi giáo Phật nói pháp hoa là vì một đại sự nhân duyên một đại sự nhân duyên chính là liễu sanh tử chứng bồ đề chỉ riêng liễu sanh tử A La Hán đã làm được rồi Nếu thành vô thượng Bồ Đề A-la-hán không làm được Đó là Pháp Thân Bồ Tát Việc duy vi thử Pháp Chi do tự Câu nói này nói được quá hay Bạn xem kinh giáo Đều là ba phần Phần tựa, phần chánh tông, phần lưu thông Ý nghĩa của câu nói này Chính là hoa nghiêm pháp hoa Lưỡng kinh Chỉ thị bổn kinh chi đạo dẫn Vì bốn kinh này thì sao? Bổn kinh giả chánh thị nhất Đại tạng giáo chi chỉ quy Hay nói cách khác Bổn kinh là phân chánh tông của tất cả kinh Bộ phận chủ yếu nhất chính ngay chỗ này Vậy thì chúng ta đạt được bộ kinh này Cũng bằng đọc được một đại tạng giáo Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói ra kinh giáo Chúng ta cũng không hề bỏ sót thứ nào Không chỉ như vậy Nói trên thực tế là bao gồm Mười phương ba đời Vô lượng vô biên chư Phật như lai Nói ra vô lượng kinh giáo Đều là lời tựa của pháp này cái phân lượng này khá trọng đây là trong chân giải đã nói phía sau là lão cư sĩ hoàng niệm tổ nói cái gì hoa nghiêm pháp hoa lưỡng kinh chỉ thị bổn kinh chi đạo dẫn lời nói này tôi tin tưởng Tôi chính là bởi vì học Hoa Nghiêm Học Pháp Hoa, học Lăng Nghiêm Xin khởi lòng tin đối với bộ kinh này Tôi không phải học những đại kinh đại luận này Năm xưa ở Đài Loan Pháp sư Sám Dân khuyên tôi tôi không tiếp nhận tôi học kinh giáo với lão sư lý lão sư lý đặc biệt đem giới thiệu cho tôi tôi cũng không tiếp nhận hai vị lão nhân này vậy tôi đọc Ba bạn chú giải của Di Đà Kinh Sớ sao có Đại sư Liên Trì Yếu giải của Đại sư ngẫu Ích Viên trung sớ của Đại sư U Khê Ba bộ lớn của Di Đà Kinh Tôi đều đọc rồi Hai vị lão sư Đều dạy tôi đọc Đại sứ Ấn Quang Văn Sao Chánh tục hai thiên Tôi cũng đọc rồi Thái độ của tôi đối với tình độ tông thay đổi Vì trước không xem trọng nó Đọc những thứ này rồi Tôn trọng đối với tình độ Thế nhưng tôi không muốn học nó Hướng thú vẫn là ở Đại Kinh Đại Luận Đích thực ở Hoa Nghiêm Trên Kinh Hoa Nghiêm xem thấy Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Thành tựu vô thượng Bồ Đề ở Pháp Hoa Lăng Nghiêm Đặc biệt là Lăng Nghiêm 25 viên thông chương Xem thấy Biểu pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí Cùng quan Thế Âm Tôi tường tận rồi Tôi như vậy mới sanh khởi lòng tin Đối với tình độ Đối với giảng sinh cực lạc là, là phát ra nguyện tâm Tuy là có tính, có nguyện Tập khí tâm bệnh của chính mình Chưa trừ hết Tập khí tâm bệnh là gì? Ư ừ, thích, hiếu học, đa văn chính là tâm không thể chuyên nhất đại kinh đại luận vẫn là ưa thích xem vẫn là ưa thích học tập không hề một môn thâm nhập một môn thâm nhập trường kỳ huân tu tôi hiểu rõ cái đạo lý này tôi chưa làm được quay đầu nhìn lại tôi xem thấy pháp sư hải hiền pháp sư hải khánh họ đều không biết chữ đều không có đi học thế nhưng họ có thể một môn thâm nhập thường kỳ huân tôn chỉ nhờ một câu phật hiệu sáu chữ hồng danh ngài đã thành tựu niệm phật tam muội tôi tin tưởng ngài có chỗ ngộ ngài không phải giác ngộ thông thường chính là trong tông môn đã nói đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh cũng chính là nói họ gì chúng ta thể hiện là pháp thân đại sĩ sứ kim thời kim sứ cái thời đại này thị hiện đệ tử phật tấm gương tu hành chứng quả tốt chúng ta tự tháng không bằng chúng ta phải học tập với lão hòa thượng lão hòa thượng biết thực là tấm gương của chúng ta Hiện tại chúng ta quay đầu lại Vẫn còn kịp Cái pháp môn này Phải thời, thời gian bao lâu có thể tu thành Trên Kinh Di Đà nói được rất rõ ràng nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày, nếu bốn ngày, nếu năm ngày, nếu sáu ngày, nếu bảy ngày Bảy ngày này Sáu phía trước là số tự Bảy phía sau Không phải là số tự Là cái gì Bằng công phu viên mãn Mới gọi là bảy Pháp Sư Hải Khánh 70 năm. Niệm Phật niệm 70 năm giảng sanh. 70 năm đó chính là 7 ngày lão hòa thượng Hải Hi. À, một câu Phật hiệu này. Niệm đến 92 năm. 92 năm chính là 7 chính là viên mãn. Bảy là ý nghĩa viên mãn. Vì sao nói nó là viên mãn? Nó là bốn phương, trên dưới, thêm vào khoảng giữa. Bảy là cái ý nghĩa này, cho nên biểu pháp này gọi là viên mãn. Bốn phương, đông tây, nam bắc, phương trên, phương dưới, ngay giữa. Đến lúc nào công phu của bạn chín mùi. Bạn giảng sanh rồi Đây gọi là bảy Cho nên cái đoạn lời nói này Của Pháp Sư Đạo Ẩn Chính là nói hoa nghiêm Pháp Hoa Tôi đọc lăng nghiêm Cũng đều là Hướng dẫn của bổn kinh Bốn kinh này chính là Nhất Đại Tạng Giáo Chi Chỉ Quy Hoa Nghiêm Kinh Mạc Phổ Hiền Đại Sĩ Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc Thị Kỳ Minh Chứng Cái này quá rõ ràng rồi Vừa xem liền tường tận Văn Thù Phổ Hiền Phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc Đó là chứng được viên mãn Trên hồi lăng nghiêm 25 viên thông Thế chí quán âm xếp ở pháp môn đặc biệt Y theo thứ tự Xếp đặt là pháp môn thông thường Nếu y theo thứ tự thông thường Quan Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căng Viên Thông Ở 25 viên thông Phải nên xếp ở vị thứ hai Thứ nhất là Nhãn Căng Thứ hai là Nhĩ Căng Ngày không xếp ở vị thứ hai Ngày xếp vào thứ 25 sau cùng để Thế Chí Bồ Tát căn đại Phải nên xếp vào trong vị 25 này Ngài phải được xếp vào thứ 24 Xếp vào thứ 24 Ngày hoán đổi Giới Bồ Tát Di Lặc Ngày phải là Ở phía trước Bồ Tát Di Lặc Hoán đổi Với Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Di mươi 23 Ngày 24 Nói rõ Không chiếu theo thứ tự đây là pháp môn đặc biệt Chiếu theo thứ tự là pháp môn phổ thông Phổ hiền mười nguyện Đạo quy cực lạc Đây là giáo huấn rất rõ ràng Chúng ta phải nên Có thể sâu sắc thể hội được Trong tư liệu tham khảo của chúng ta Có 10 đại nguyện dương Ở tờ thứ 68 114 Biên hiệu là 114 Mười đại nguyện dương à, Đây là từ Phật, Phật học Đại từ điển, điển. ghi chép ra Mười nguyện phổ hiền cái điều này Tứ thập hoa nghiêm Kinh Phổ hiền hạnh nguyện phẩm viết Ưng tu thập chủng Quán đại hạnh nguyện Hà đẳng vi thập Nhất giả lễ kính chư Phật Đây là Tu học Đại Thừa Đặc biệt là Tu học Tịnh Độ Người cầu Giáng sinh Tịnh Độ phải đặc biệt chú ý kinh vô lượng thọ phẩm thứ hai bổn hội tập của hà lão phẩm thứ hai là đức tuân phổ hiền chân thật là phẩm tựa của kinh phẩm tựa bốn kinh tổng cộng có ba phẩm kinh văn Hai phẩm phía trước là thông tựa Phẩm thứ ba là biệt tựa Chính là phát khởi tựa Cho nên Chân dạy nói Hoa nghiêm pháp hoa Là do tựa của bổn kinh Có lý do nó không phải tùy tiện nói Mở bốn kinh ra Bạn liền có thể thấy được Là thật không phải là giả Cho nên Mười đại nguyện dương chúng ta phải học Vì sao vậy Thế giới tiên phương cực lạc Mỗi mỗi đều là học mười nguyện phổ hiền Thế giới cực lạc là, là pháp giới của mười nguyện phổ hiền Phổ hiền mười nguyện triển khai ra Cho nên mới là thế giới cực lạc Bạn hỏi thế giới cực lạc từ đâu mà có? Chính mười nguyện này mà ra Giảng sanh đến thế giới cực lạc Không có ai không tu mười nguyện phổ hiền hay nói cách khác Thế giới cực lạc là pháp giới của phổ hiền Chúng ta có thể tu học Học được càng tốt Càng tương ưng với thế giới cực lạc Việc thứ nhất Lệ kính chư Phật Chúng ta phải thật làm Tại vì sao chúng ta muốn đến thế giới cực lạc Người người thế giới cực lạc Đều là lễ kính chư Phật Không hề có ngoại lệ Chư Phật là ai? Trên Kinh Hoa Nghiêm Thế Tôn nói với chúng ta Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng như lai Ở trong mười pháp giới Chỉ có mê ngộ khác nhau Đại sư Thiên Thai Nói với chúng ta lục tức Phật Chính là Phật có sáu loại Loại thứ nhất Lý tức Phật Từ trên lý mà nói Tất cả chúng sanh đều là Phật Cho nên Phật nói Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật Là từ trên lý mà nói Lý là cái gì? Lý là chân như tự tánh Chúng ta đọc qua Đàn Kinh Đàn Kinh mọi người đều rất quen thuộc Đại sư Huệ Năng khai ngộ Nói ra năm câu Câu sau cùng nói nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp Cái tự tánh đó chính là Phật tánh Tự tánh chính là Phật Tất cả dạng pháp Là tự tánh sanh Tự tánh là năng sanh Tất cả dạng pháp là sở sanh Năng sở không hai Năng sở nhất như Năng sanh đã là Phật Sở sanh cũng không ngoại lệ Cũng là Phật trên lý mà nói bởi vì bạn vốn dĩ là phật cho nên bạn có thể thành phật chỉ cần bạn đi con đường của phật bạn liền sẽ thành phật mười pháp giới mười con đường đi mười con đường này Mười loại quả báo Đều là tự tánh Sở sanh Sở hiện Từ một niệm bất giác Biến thành A-lại gia A-lại gia là vọng tâm Vọng tâm từ chân tâm sanh Vọng không lì chân Thế nhưng chân vọng tác dụng không như nhau Chân là vô thượng bồ đề Vọng là mười pháp giới Y chánh trang nghiêm Không như nhau Vọng là pháp sanh diệt Có sanh có diệt Chân Phía trước chúng ta học qua Nó là tánh khởi Nó không phải duyên khởi Nó không sanh không diệt Đại sư Huệ Năng câu thứ hai Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt Cho nên nó không sanh không diệt Chính từ lý tức Phật để nói Tất cả chúng sanh đều là Phật Không chỉ hữu tình chúng sanh là Phật Chúng sanh vô tình là Pháp Dạng Pháp Cái bàn cái ghế này của chúng ta Có phải là Phật không? Đều là vậy Động vật là Phật Thực vật là Phật Khoáng vật đều là Phật Không có thứ nào không phải là Phật Chúng ta lễ kính đối tượng là chư Phật Bao gồm 10 pháp giới y chánh trang nghiêm Y báo chính là núi sông đất đại. Bao gồm tất cả thực vật trong đó. Chính báo đây là nói tất cả chúng sanh. Chúng sanh hữu tình, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Chúng ta rất cung kính đối với Phật Rất hiếu thuận đối với cha mẹ Có thể đem cung kính hiếu thuận này Đối đại với tất cả người Tất cả sự Tất cả vật hay không Vì sao vậy Lễ kính chư Phật Trong hạnh phổ hiền Điều thứ nhất Tu hạnh phổ hiền Từ chỗ nào mà khởi tu Từ lễ kính mà khởi tu vì sao vậy? tâm chân thành mà tu ra. cho nên chúng ta giờ thời xưa dạy trẻ thơ, không phải dạy trẻ nhỏ, dạy trẻ thơ. ai dạy, cha mẹ dạy. chúng học với ai? chúng học với cha mẹ cha mẹ hiếu thuận với cha mẹ họ trẻ nhỏ học được lớn lên liền sẽ hiếu thuận cha mẹ không chờ lớn lên từ nhỏ đến lớn lên đều biết được hiếu thuận cha mẹ chúng học được rồi hiện tại con cái bất hiếu không thể nào trách con cái nếu bạn trách con cái con cái quá oan uổng Trách ai Trách người làm cha mẹ Không dạy chúng cho tốt Cha mẹ không làm trước dẫn dắt Chính là không ở trước mặt ông bà nội của bé Hiện tại trong gia đình nhỏ Có thể cúng dường tấm hình của cha mẹ Chính là tấm hình của ông bà của bé Treo ở nơi rõ ràng nhất Sớm tối cúc cung hành lễ ba cái Đối với cha mẹ Cho ai xem, cho trẻ nhỏ xem Trẻ nhỏ xem thấy cha mẹ làm mà biết được Cha mẹ ta sáng sớm mỗi ngày Đều phải cúc cung Cúi chào ông bà ba cái Bạn xem tâm cung kính của chúng liền xanh cởi lên ngoài cha mẹ ra ân đức rất lớn đối với chúng ta cũng không lớn hơn thầy giáo cho nên đem tấm hình của thầy cùng tấm hình của cha mẹ treo ngang nhau Khiến chính mình vĩnh viễn không quên Cảm ơn đội đức Cha mẹ cùng thầy dạy ta nên người Chúng ta làm sao có thể dông ân phụ nghĩa Không có người dạy Cha mẹ và thầy của tôi không còn Hình ảnh còn Hình ảnh của cha tôi không tìm ra Hình ảnh của mẹ vẫn còn Không tìm được Thì cúng bài dĩ Có thể tìm được Thì cúng hình ảnh đây là giáo hóa chúng sanh dạy hiếu dạy kính hiếu đối với cha mẹ kính đối với lão sư đem loại hiếu kính hiếu thuận với tất cả chúng sanh đối người đối việc đối vật dùng tâm hiếu như vậy đây gọi là bồ tát phổ hiền phổ hiền là pháp thân bồ tát chỉ có ngài chứng được pháp thân ngài mới biết được phải nên có cách làm như vậy phổ hiền giống như mẫu thân mẫu thân vô cùng có trách nhiệm tất cả bồ tát là con cái Phổ Hiền hiện thân nói pháp. Tôi đã từng nghe người nói với tôi. Lão cư sĩ Hạ Liên cư là Bồ Tát Phổ Hiền tái sanh. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Là Bồ Tát quan Âm Tái Sanh Tháng Diên năm trước Chính là trước một năm giảng sanh Lão Hòa Thượng Hải Hiền Cũng là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền Trình lý nói được thông Trên sự không có chứng cứ cho nên Chúng ta cũng không cần hoài nghi Cũng không cần hoàn toàn tin tưởng Trình lý nói được thông Trên sự không có chứng cứ Thái độ của chúng ta như vậy thì rất tốt rồi Chúng ta xem các ngài như là Bồ Tát vậy Các ngài chân thật là Bồ Tát Các ngài không phải là giả làm ra cho chúng ta Ở ngay trong đời thời đại này Học Phật Tu hành chứng quả Phải giống như các ngài vậy Đại sư Ấn Quang Cả đời dạy người Mỗi giờ mỗi phút Một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích bạn tu hành có thể được bao nhiêu lợi ích Hoàn toàn lỡ tâm thành kính của bạn Được bao nhiêu Không có tâm thành kính Mà không thể đạt được thứ gì Bạn vẫn là bước đi Ở ngay trong sáu cõi luân hồi Việc này không thể không biết Học Phật từ chỗ nào mà học Phải học từ lễ kính Tâm chân thành Tu lễ kính Tâm thanh tịnh Tu lễ kính Từ đây mà vào cửa Vì thì thứ hai Xưng tán như lai Câu thứ nhất nói chư Phật Tại vì sao câu thứ hai thay đổi Không gọi xưng tán chư Phật Tại vì sao lại thay đổi Đổi rồi ý nghĩa đương nhiên sẽ không như nhau Nói chư Phật là từ trên tướng mà nói nói như lai là từ trên tánh mà nói thì không như nhau từ trên tướng mà nói phạm vi rất rộng lớn tất cả người sự vật đều bao gồm ở ngay trong đó Cùng lễ ký khúc lễ của chúng ta mà nói Vô bất kính Là một ý nghĩa Đều phải tôn kính đối với tất cả Hay nói cách khác Cũng là đối người, đối việc, đối vật Bạn xem chúng ta gọi Thánh nhân, thánh hiền Phật Pháp gọi là Phật Bồ Tát Hoàn toàn như nhau người không có tâm cung kính họ có thể học được cái gì học khoa học kỹ thuật của phương tây thì được không cần dùng tâm cung kính học phật thì không được học truyền thống văn hóa trung quốc cũng không được văn hóa truyền thống trung quốc cùng phật pháp đều phải từ tâm cung kính mà vào quá quan trọng cho nên trong tình nghiệp tam phước điều thứ nhất câu thứ nhất hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng phương pháp học tập của chúng ta là thực tiễn đệ tử quy đây là tiêu chuẩn thấp nhất là tất cả chúng sanh người người có thể làm đến được tiêu chuẩn không có cái tiêu chuẩn này khổng tử mạnh tử đến dạng văn hóa truyền thống cho bạn bạn cũng không học được Không có cái tiêu chuẩn này Thích Ca Mâu Ni Phật A Di Đà Phật đến dạy bạn Bạn vẫn là phàm phu Từ trên tướng mà nói Không có phân biệt Người thì người ác đều phải cung kính Người tôn kính ta Người yêu thương ta còn có người hiểu lầm ta Người phỉ bán ta Người hãm hại ta Cũng phải cung kính Vì sao vậy? Họ vẫn giống dĩ là Phật Tại vì sao họ làm ác Làm ác vì họ hư thôi Không phải bổn tánh Họ là tập tánh của họ Bổn tánh của họ là Phật Chúng ta hoàn toàn xem bổn tánh Không xem tập tánh Tập tánh là giả Bổn tánh là thật Bổn tánh vĩnh hằng bất biến Tập tánh Thiện có thể biến thành ác Ác có thể biến thành thiện Thiên biến dạng hóa Không mà các thứ khác Chỉ từ trên Phật tánh mà nói Bạn mới có thể thành được Phật Dùng tập tánh đi học Phật Không học được Học cả đời Cũng không học được Thế nên xương tán liền có tiêu chuẩn Nếu tương ưng với tánh đức Thì xương tán Không tương ưng với tánh đức Thì không xương tán trong 53 tham trên Kinh Hoa Nghiêm Có biểu pháp rõ ràng Thiện tại đồng tử đi tham học Đối với thiện tri thức Trước tiên là lễ kính Thứ hai là xưng tán À, chỉ có ba vị thiền tri thức Họ có lễ kính Không có sưng tán Năm mươi ba vị thiện tri thức Đó đều là biểu pháp Xin nói với các vị Đều là chư Phật như lai thị hiện Đến để biểu diễn cho chúng ta xem vì thứ ba Thắng nhiệt bà La Môn Có lệ kính không có xưng tán Họ biểu cái pháp gì Họ biểu ngu si Tham sân si Tham sân si nếu biết dùng Có thể thành Phật Không biết dùng Liền đi ba đường ác Cam lồ hỏa dương Biểu thị sân hận thiền tài đồng tử tham phỏng Có lễ kính Không có sương tán Vì thứ ba là Phật tô mật đa nữ Biểu thị tham ái Thiền tài đồng tử đi tham phỏng Có lễ kính Không có sương tán Vì sao vậy? Họ biểu hiện ra trái ngược với tánh đức Trái ngược cũng là Pháp Pháp có nhiễm tịnh, có thiện ác Thấy đều là Pháp Phải bình đẳng đối đãi Tại vì sao? Trên hình tướng có lễ kính trên đức hạnh thì không xưng tán bởi vì xưng tán Sẽ người thông thường đều học tập vì thì không phải người thông thường có thể học đó là người gì có thể học pháp thân bồ tát học bồ tát thông thường không thể học Họ là Khi tham sân si hiện tiền Trong tâm không tiêm nhiễm Không có tham sân si Cũng chính là nói Ở trong cảnh giới tham sân si này Họ không khởi tâm không động niệm Hay nói cách khác Tham sân si chính là giới định huệ Huyên mãn giới định huệ Nó hoàn toàn tương đồng với giới định huệ Không hề khác biệt Họ là Độ Pháp Thân Bồ Tát 53 tham từ vị thứ nhất Là tỳ kheo kiết tường dân Thì hiện là viên giáo sư trụ Bồ Tát 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa 53 tham Ngoài ra còn có 13 tham Trong đó có 11 vị Đại biểu đẳng giác Cho nên tổng cộng có 53 vị thứ Đại viên mãn trên Kinh Hoa Nghiêm Pháp tối thượng thừa Là không khởi tâm không đồng niệm Họ rõ ràng tường tận Là trí huệ Không khởi tâm Không đồng niệm Là tự tánh vốn định định huệ đều học phàm phu không được Kết quá xa so với cảnh giới này nhị thừa cũng không được nguyên giáo bồ tát cũng không được Thiên thai nói biệt giáo Trong biệt giáo thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng Đều không được Biệt giáo phải Bồ Tát Địa Thượng Sơ Địa trở lên Viên giáo sơ trụ trở lên Cho nên thiện tài Ra đi tham học Ngày chứng được sơ trụ Không phải sơ trụ Đó là có tính chọn lựa không phải mọi thứ đều học có chọn lựa cho nên chứng được sơ trụ phá mộ phỏng vô minh chứng một phần pháp thân đối với biểu pháp biểu tham sân si ba dị bồ tát này thiện tại biểu thị ra là Cái Pháp cho chúng ta Có lệ kính Không có sưng tán Có cúng dường Các thứ khác Mỗi mỗi đều có Chỉ thiếu một Sưng tán như lại cái dụng ý này rất sâu Chúng ta phải hiểu Sau khi hiểu Bạn đối với Tất cả Pháp mà Phật đã nói ra Đều sẽ sanh khởi tâm cung kính Bạn sẽ không hoài nghi Sẽ không hủy bán Đồng thời biết được chính mình Ở trong 53 giai cấp Chúng ta là thuộc về cấp nào Đây là nói xưng tán Thứ ba là quản tu cúng dường Cúng dường là dùng tâm bình đẳng tu Không có cao thấp Bình đẳng Tất cả chúng sanh đều là Phật Chúng ta dùng tâm trạng thế nào Cúng dường Phật Bồ Tát thì dùng tâm trạng như vậy Để cúng dường tất cả chúng sanh à, đại, đại biểu Phật Bồ Tát Chính là cha mẹ Cùng lão sư Các ngài làm đại biểu cho nên hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng làm đại biểu nếu đem hiếu dưỡng phụ mẫu cùng phụng sự sư trưởng cái cúng dường đó cúng dường tất cả chúng sanh cũng chính là chúng ta nói đối với người với vật với việc Đây là hạnh phổ hiền Không phải Bồ Tát thông thường đã tu Pháp thân Bồ Tát đã tu Dẫn sanh đến thế giới cực lạc Sanh đến thế giới cực lạc Cõi phạm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Đều là tu hạnh phổ hiền A-di-đà-phật 48 nguyện gia trì bạn Bạn tự nhiên liền tường tận Tự nhiên liền làm được Chân thành cung kính Chúng ta đã kém khuyết Thế nên hiện tại không chỉ không xưng tán Phê bình Hủy bán Tự khen mình chê người Trong gia đình Anh em bất hòa trong đoàn thể không tôn trọng lãnh đạo thuận mặt không thuận lòng ở vào xã hội ngày nay những sự việc này quá nhiều Tại vì sao xã hội loạn Từ ngay trong mấy điều này Chúng ta liền thấy ra được Người hiện tại không có lễ kính Không hề xưng tán Không hề cúng dường Chính ba điều này Liền có thể thấy ra Duyên do địa cầu Tai biến xã hội đồng loạn tại vì sao xã hội loạn như vậy tại vì sao tai nạn nhiều đến như vậy phật pháp có thể hóa giải người người đều tường tận đều hiểu rõ ràng giữa người với người phải nên tôn kính phải nên xưng ta lẫn nhau cho nên nhà phật tổ sư đại đức dạy người nếu muốn phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng tán thán lẫn nhau là hiện tượng khí tượng của phật pháp hưng dượng nếu như phê bình lẫn nhau tự khen mình chê người đây là hiện tượng của phật pháp suy hiện tượng của phật pháp suy đây không phải là phật pháp hưng dượng phật pháp như vậy thế pháp cũng không ngoại lệ trong một gia đình cha con anh em chị em tán thắng lẫn nhau cái nhà này hưng dưỡng nếu như ai cũng không phục ai phê bình lẫn nhau hủy bán lẫn nhau cái nhà này chắc chắn phải bại cái nhà này tiêu mất đây đều là ở ngay trước mắt chúng ta Chỉ cần hơi lưu ý một chút Và ngày ngày xem thấy Chân tướng sự thật bày ra ngay trước mắt Có thành, có kính Cúng dường thì phải đem thứ chân thật tốt Cúng dường người khác Kế đến mới là chính mình thọ dụng Người này chân thật có phước Có người này chân thật thành tựu ở chỗ này trên hạnh phổ hiền nói cúng dường ở thông thường gọi là bố thí cúng dường là có tâm chân thành đối bên trên đối với cha mẹ đối với sư trưởng bố thí là thông thường họ không dùng bố thí họ dùng cúng dường tài cúng dường được đại tiền tài pháp cúng dường được đại thông minh trí huệ vô ý cúng dường được khỏe mạnh sống lâu nghiệp nhân quả báo chắc chắn không hư xem chúng ta có cách làm như thế nào có phân biệt có chấp trước dùng vọng tâm không dùng chân tâm chân tâm tu thích là công đức vọng tâm tu thích là phước báo nhân dạng là ở trong sáu cõi luân hồi mà hưởng thụ bởi vì tâm không thanh tịnh cho nên bạn không thể siêu diệt luân hồi không thể sanh đến pháp giới bốn thánh niệm phật Muốn chân thật cầu sanh thế giới cực lạc Nhất định phải dùng chân tâm Không thể dùng vọng tâm Vọng tâm kết duyên cùng với A-di-đà Phật Ngay đời này không thể đi được Vì thì phải chờ Duyên phận ở một lần sau Đời sau, kiếp sau không biết đến lúc nào bạn gặp được giống như cái duyên phận này gặp được tịnh tông gặp được bốn hội tập của lão cư sĩ hạ liên cư bạn phải cố gắng mà tu học có thể giảng sanh hay không đem đối chiếu với mười đại nguyện dương ta đã làm đến được mấy phần trăm ở trong một trăm phần ta làm được mấy phần trăm thứ tư sám hối nhịp chướng cách sám hối như thế nào Biểu diễn Trên vũ đại đau khổ Rơi lệ Cũng cảm động kháng chúng Ở dưới đài Có xem là sám hối hay không Không nhất định Đệ sư chương gia dạy tôi Sám hối Nghiệp chướng Phải dùng tâm chân thành tâm cung kính chắc chắn sao không tái tạo đây gọi là chân sám hối đại sư nói phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức thực chất chính là sao không tái tạo đây gọi là chân sám hối Khổng tử đã nói bất nhị quá Lỗi lầm chỉ có một lần Lần sau Chắc chắn sẽ không có lỗi lầm Giống như vậy Ai làm đến được Khổng tử tháng tháng nhan hồi Làm được Nhan hồi có người này Lỗi lầm chỉ có một lần ông biết được lỗi lầm lần sau sẽ không tái phạm nhà nho không có cầu ra khỏi ba cõi người ta cũng có thể làm được huống hồ đại thừa huống hồ là thế giới cực lạc ngày nay sám hối ngày mai lại phạm phạm rồi lại sám hối vậy thì không được rồi tại vì sao có thể có cái hiện tượng này dùng vọng tâm truy đến chỗ rốt ráo chân vọng hai chữ này Chúng ta từ vô thị kiếp đến nay Một niệm bất giác mê mất đi tự tánh Biến thành phàm phu sáu cõi Luân hồi ở trong sáu cõi Không biết bao nhiêu lần Vô lượng kiếp này Tập khí chủng tử hàm chứa vô lượng kiếp trong A-lại gia thì ít ác nhiều cho nên cái thiện này không giữ được gặp được duyên nó liền khởi hiện hành lực lượng của ác quá mạnh mẽ Cũng chính là vì cái nguyên nhân này a di đà Phật Kiến tạo thế giới cực lạc Chỗ tốt của thế giới cực lạc Đem tất cả các nguyên ác thể đều đoạn tuyệt Trong đó không còn Cho nên đến thế giới cực lạc Bạn thấy được là Tận thiện tận mỹ bạn sẽ không có ác niệm sanh ra Cũng chính là nói Trong a lại gia Chủng tử bất thiện nhiều Ở thế giới cực lạc không có cái duyên này Đem nó dẫn khởi ra Thế giới cực lạc tốt là tốt ở chỗ này sám hối và chân thật làm được, phải thật buông xả, thật buông xả. Điều kiện trước tiên chính là bạn phải thật nhìn thấu, biết được tam giới sáu cõi là giả, biết được pháp giới bốn thánh cũng không phải là thật vì sao vậy đã thật buông xả rồi tại vì sao không thể buông xả chưa làm rõ ràng còn đem cái giả cho là thật thật thì không nhận biết gặp được rồi không nhận biết Tình độ là thật Gặp được rồi tại vì sao không niệm Phật Chưa hiểu rõ ràng cho nên nhìn thấu buông xả hai thứ này Thứ nào là khó Năm xưa Khi tôi còn trẻ Những vấn đề này đều hỏi qua Đại sư Chương Gia Đại sư nói với tôi Nhìn thấu khó Nhìn thấu là trí huệ Nhìn thấu thì không thể không buông xả Không thể buông xả Thì chưa nhìn thấu Đối với chân tướng sự thật Vẫn là ở trong mờ mịt Không thấu hiểu Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm Không từ lao nhọc Giảng kinh nói Pháp Vì sao vậy Giúp đỡ người nhìn thấu Tại vì sao không những người Đã Phật thất Đã cái thiền thất Tổ chức một Pháp hội tu tập Vì sao vậy Cái đó quá dễ dàng Bằng chính mình biết Cho nên tu hành ở cá nhân Tu hành hai chữ này Phải làm cho rõ ràng Tu là tu chánh Hành là hành vi Hành vi rất nhiều Không ngoài Ba loại lớn Thân khẩu ý Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp động tác là hành vi của thân nghiệp tiêu chuẩn là tánh đức tương ưng với tánh đức là thiện trái ngược với tánh đức là ác phải đem hành vi ác tu sửa trở thành hành vi chánh đáng đó gọi là tu hành tiêu chuẩn của phật pháp chính là kinh luật luận kinh luận là tu sửa hành vi của ý nghiệp giới luật là tu sửa hành vi của thân khẩu Thân thể động tác, ngôn ngữ Phải phù hợp Phải có phân lượng Phải có tiết chế Đó là giới luật Kinh luận là nói định Là nói huệ Hoàn toàn tu sửa hành vi Của khởi tâm, động niệm Nó có một tiêu chuẩn chúng ta ngày nay biết được đối với kinh luận quá ít thì nhìn không thấu buông không xuống biết được rất ít có thể thành tựu hay không có thể người thành tựu rất nhiều đó là gì vậy? Trong Kinh Di Đà đã nói Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh nước kia Họ tuy là biết được kinh luận ít không nhiều Họ có thiện căn Họ có phước đức Họ có duyên phận Lão sư nói với họ không nhiều Họ hoàn toàn có thể làm được Thí như à, Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền Lời người này không nhiều Lịch đại đều có Người xuất gia có Tại gia cũng có Họ thiện căng Phước đức nhân duyên sâu dày Toàn nhờ vào chính mình Thành thật nghe lời thật làm Họ chỉ cần có sáu chữ này Thậm chí đến không biết chữ Không có đi học Căn bản không có học qua kinh giáo Lục Tổ Huệ Năng chính là như vậy Ngày không biết chữ Không học qua kinh giáo Ở Hoàng Mai thăm học 8 tháng Chính là giả gạo bữa củi dẫn đường Hoàng Mai Chưa từng bước vào Chưa từng vào thiên đường Trong Phật môn thời khóa sớm tối cũng chưa từng vào Tám tháng thì ngũ tổ truyền pháp cho Ngài Ngài tu cái gì? Ở ngay trong tám tháng Ngày sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận Tu cái gì? Tu không khởi tâm, không động niệm không phân biệt không chấp trước viên bản tròn đầy tương ưng với tam quy tương ưng với năm giới mười thiện tương ưng với lục hòa tương ưng với sáu ba la mật lại xem qua chúng ta dùng mười nguyện phổ hiền để làm tiêu chuẩn họ từng điều đều tương ưng vì sao vậy đây là tánh đức Ngày tám tháng liền viên mãn Lão Hòa Thượng biết Cho nên phát đưa ra Tin tức truyền y bác Để mọi người viết một bài kệ cho Ngài xem Chân thật thấy tánh rồi Thì truyền y bác cho Ngài làm tổ thứ sáu của thiền tông Đạo tràng người nhiều Ngũ tổ là đạo tràng lớn Hơn một ngàn người Không có người nào nghĩ đến Y bác sẽ truyền cho Huệ Năng Âm thầm mà truyền Không có cử hành y thức Cũng không có mời người xem lễ Truyền cho ngày rồi Lập tức bảo ngày ra đi Lão Hòa Thượng ba ngày ở trong phòng Không hề mở cửa Mọi người cho rằng lão hòa thượng bị bệnh đến ngày thứ ba mở cửa ra độ chừng huệ năng đã đi được cũng rất xa rồi không dễ gì truy đuổi kịp mới nói mọi người y bác đã đi rồi mọi người nghe lời nói này nghĩ đến khẳng định là huệ năng phân ra để truy tìm đem y bác mang về người có mệnh không phải là của bạn thì bạn không thể lấy được chân thật có một người truy đuổi nghiệp là huệ minh đại sư huệ năng mau chóng đem y bác đặt ở trên đường đặt ở trên một hòn đá chính mình trốn đi họ đến là để đoạt y bác người thì không cần đến không đến nỗi giết người y bác đó đã đến tay rồi họ không thể lay động Huệ Minh Tại gia là tứ phẩm tướng quân Tứ phẩm tướng quân Không thể lay động được y bác Ông lấy lập tức liền giác ngộ Có thần hộ pháp giữ lấy Cho nên lập tức hồi tâm chuyển ý liền sám hối chân thật sám hối liền gọi đại sư huệ năng họ gọi là lô hành giả tôi là vì cầu pháp mà đến tôi không phải vì y bác xin ngài hãy bước ra đại sư huệ năng bước ra ngồi trên hòn đá đến hỏi ngài ông ở hoàng mai thời gian rất dài chưa có khai ngộ thịnh pháp với huệ năng huệ năng nói với ông vậy ông không nghĩ thiện không nghĩ ác chính là vạn duyên buông xả một lòng chuyên chú hỏi nghe một câu làm sao là minh thượng tòa bổn lai diện mục câu nói này là hồi quan phản chiếu Ông chân thật khai ngộ rồi Khấu đầu cảm tạ lại Đại sư Huệ Năng bái làm sư phụ Giống dĩ là Đời chữ Huệ Đem tên đổi lại Vì chúng ta biết được Đại sư Huệ Năng cả đời Ở dưới hội của Ngài khai ngộ Hơn 40 người Huệ Binh là người thứ nhất Hỏi Ngài còn có gì bí mật hay không Đại sư Huệ Năng nói được rất hay Mất ở chính nơi ông Ông muốn hỏi bí mật là ở chính nơi ông Ngoài tâm không có bí mật Cái gọi là mật chính là tự tánh Chính là pháp tánh Chính là chân tâm Chân tâm có thể sanh dạng Pháp Dạng Pháp là chân tâm sanh ra Huệ à, Minh vào lúc này Chân thật sám hối ừ. Nghiệp chướng buông xả Cho nên ông có thể khai ngộ Chân thành đến cùng tổ Liền khởi tác dụng Câu thứ năm là Tùy hỷ công đức Chúng ta phải học Ở vào cái thời đại này Không thể học tùy hỷ Ngày tháng làm sao qua Thế nhưng chúng ta tùy hỷ Có thể tích một chút phước đức Không phải công đức Cái gì là phước đức Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước Bồ Tát tùy hỷ Tại vì sao thành tựu công đức Pháp thân Bồ Tát Các ngài không có khởi tâm Động niệm Không có phân biệt chấp trước Cho nên tùy hỷ thành tựu toàn là công đức Cái tùy hỷ này Từ đâu mà đến Hằng thuận chúng sanh Họ là tùy hỷ mười pháp giới Bên trên Có thể tùy hỷ Tất cả chư Phật như Lai Biểu hiện ra Pháp môn khác nhau Bên dưới có thể tùy hỷ Mười pháp giới chúng sanh Thành tựu công đức gì? Thành tựu Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần Thấy được rõ ràng Nghe được tường tận Mọi thứ rõ ràng tường tận là trí huệ Trí huệ bát nhã Giống đầy đủ trong tự tánh hiện tiền Tâm Như như bất động Như như bất động là chân tâm Các gì phải biết Khởi tâm động niệm là vọng tâm Phân biệt chấp trước là vọng trong vọng Vọng tâm nghiêm trọng Cái vọng tâm này tạo nghiệp chính là Sáu cõi luân hồi Tùy hỷ dùng chân tâm Không dùng vọng tâm Chính là công đức Dùng vọng tâm không dùng chân tâm Chính là phước đức Thiện là phước đức Ác là ba đường Cho nên ba đường ác cùng ba đường thiện Vì vậy như nhau Không có ý nghĩa Ba đường là tiêu khổ nghiệp tiêu ác nghiệp ba đường thiện là tiêu nghiệp thiện đều là tiêu nghiệp cho nên nó là bình đẳng hay nói cách khác thì ác nghiệp đều không thể tạo tạo ra chính là tạo nghiệp luân hồi luân hồi là thiện ác đều bao gồm nhiễm tịnh thì ác Chúng ta ngày ngày làm những thứ này Tại vì sao bạn không thể thoát ly sáu cõi Bạn ngày ngày đang tạo nghiệp sáu cõi luân hồi Hay nói cách khác Bạn ngày ngày đang thêm lớn nghiệp sáu cõi Thì bạn làm sao có thể xuất ly sáu cõi Đoạn ác không dính cái tướng đoạn ác Tu thiện không dính cái tướng tu thiện thì đúng. Đoạn ác tu thiện nhất định phải làm tùy hỷ. Không dính tướng chính là công đức. Không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt công chấp trước. Người đại tu hành Người chân chánh tu hành Pháp thân Bồ Tát Tùy hỷ công đức Là nói ngay Ở trong cuộc sống thường ngày Mỗi giờ mỗi phút Niệm niệm Đều là nâng cao cảnh giới của chính mình Pháp hỷ sung mãn Chân thật là thường sanh tâm hoan hỷ thứ sáu này là đại công đức thỉnh chuyển pháp luân phật đà tại thế đại đức trưởng giả cư sĩ đến biểu pháp biểu cái pháp gì thỉnh phật giảng kinh người tu phước tu cái phước gì lớn nhất không gì lớn hơn thỉnh phật giảng kinh vì sao vậy thỉnh phật giảng kinh bao nhiêu người được lợi ích cái lợi ích này là chân thật không phải phước báo thế gian họ khai trí huệ rồi họ được tam muội họ chứng quả rồi Kinh sám Pháp sự Có xem là thỉnh chuyển Pháp Luân hay không Cũng xem Cũng là việc tốt Thế nhưng nó là lấy chúng sanh ưu minh giới làm chủ Nó không phải người Phật đã ở đời là vì người Hy vọng người nghe Pháp rồi Có thể giác ngộ Nghe giới luật rồi có thể sám hối Hiện tiền được lợi ích Ô minh giới có được lợi ích hay không? Được lợi ích Chúng ta biết được Thiên Long bác bộ quỷ thần Khi Phật vừa giảng kinh Thể đều đi đến Số người So với số người hiện tiền chúng ta Không biết phải nhiều hơn Gấp bao nhiêu lần chúng sanh chính pháp giới đều đến nghe pháp cho nên phải cung kính cung kính có đại phước báo bằng không nghĩ đến người thỉnh pháp là tu đại phước huệ việc này rất nhiều người không biết phía sau thứ bảy thỉnh phật trụ thế thỉnh phật giảng kinh bộ kinh giảng xong ngày liền đi ở ngay trong hội này người được độ có không nhiều Người nghe một lần mà được độ Thì là xấu ít lại càng ít Như thế nào vậy Nếu như Phật trụ ở nơi này Suốt năm thường xuyên giảng kinh Đây là nói huân tu công đức Thường hay huân tu Ngay người trung thượng căn Đều bị ngại Huân thành người thượng thượng căn cái công đức này thì càng lớn nhưng nhất định phải như pháp không như pháp thì không được phải hiểu được như pháp phải tương ứng với pháp tánh cũng chính là người thông thường chúng ta nói lễ tiết quy củ ở trong Phật pháp nói chính là giới luật. Giới là gốc của vô thượng Bồ đề. Trong loại đại pháp hội này, giới định huệ tam học đều biểu diễn ở ngay trong đó. Thế Tùng nói Pháp Đệ tử Thường Tùy Là 1.255 người Phật nói Pháp Họ biểu Pháp Họ phải từ ngay trong đời sống Làm ra tấm gương Để cho người khác xem Bởi vì họ là học trò của Phật Phật đích thân dạy bảo Nếu như không làm được Người khác làm sao có thể tin tưởng Hiện tại khó Là khó chính ngay chỗ này Người chân thật vậy không có Vì sao vậy? Không có học trò Người chân thật muốn học Cũng rất khó Không tìm được lão sư cho dù có lão sư tốt Phiền não, nghiệp chướng, tập khí quá nặng Họ không làm được Làm không được tính tâm liền mất đi rồi Chúng ta chính mình tính tâm mất tiêu rồi Người bên ngoài theo học với chúng ta Làm sao có thể xây dựng lòng tin cho đến ngày nay chúng ta gặp phải chướng nạn, chướng là chướng ngại, nạn là khốn khó. Có thể nghĩ mà biết, thật không dễ dàng. Không hề biết chân thật biểu pháp chính là làm, làm được cái công đức giáo học đó. Chúng ta từ chỗ này có thể thấy hội được Đệ tử của Phật Công đức ở Pháp hội Cùng Phật là bình đẳng Phật nói chúng ta làm tấm gương Phật nói Là cai ngôn giáo Các đệ đề tử đều làm được là tấm gương Bạn có thể xem thấy Đó chính là thị cho nên đồng thời bạn có thể thấy được ngôn giáo thân hành bạn mới tin tưởng thính chúng tin tưởng nghe phật nói kinh rõ ràng rồi lại xem thấy nhiều tấm gương tốt như vậy Cho nên giáo hóa Không phải một người vậy Cũng giống như biểu diễn ở trên vũ đài vậy Ở trên vũ đài Bất cứ ở góc độ nào Đều là công như nhau Công đức Mỗi mỗi đều có công Nghe những người phụ diệt Đều có công Không có những người này Giữa kịch liền có kém khuyết Không viên mãn Mỗi một người đều có công lại mở rộng ra một chút dưới đại những người phục vụ đó những người hiệp trợ đó chính là hậu đại thấy đều có công đức sự biểu diễn này bạn mới diễn được thành công có một bộ phận có kém khuyết thì lộ ra không viên mãn Thế nên thỉnh Phật trụ thế là quan trọng Làm sao thỉnh Phật Phải thật làm, thật học Phật không có tình riêng Không có thể diện Phật thì môn trung bất xã nhất nhân Có một người chân thật học Thì thỉnh Phật trụ thế Vì sao vậy? Ta muốn thật học một người cũng không có người chân thật muốn học đều không có phật liền đi vì sao thiện trí thức rời khỏi người thật muốn học không có người thật học tốt nghiệp rồi rời khỏi Duyên không đầy đủ Cái lớp này Lớp tiếp theo khó lập thành Lão sư Lý cuối đời Lớp nghiên cứu nội học Chỉ làm được một lần Bốn năm tốt nghiệp Lớp này kết thúc Lão nhân Vẫn ở đời Ngày vẫn chưa đi Tại vì sao không thể thành lập khóa thứ hai Không có người học Người ta tốt nghiệp đại học Học thêm 4 năm Cần phấn một chút Có thể lấy được học vị tiến sĩ Mức độ thấp nhất Họ cũng có thể lấy được học vị thạc sĩ Lão sư Lý cái lớp này Không có học vị Nội dung học tập là Phật Pháp Đại Thừa Trong xã hội không thừa nhận hay nói cách khác ông không có học trò cho nên cái lớp này liền kết thúc có hiệu quả chúng ta xem thấy pháp sư quả thanh quả thanh chính là tốt nghiệp trong cái lớp này Rất là khó được Ông ấy chân thật có thể giữ lấy Tổ tông truyền lại Một môn thâm nhập Trường kỳ hôn tu Cái điểm này Ông ấy đã làm được rồi Chúng tôi xem thấy Vô cùng Cung kính ông ấy Vô cùng hoa nghỉ Chúng ta tán dương Tán thán ông Tán thán giới luật Khích lệ đồng tu Học tập ông ấy Bắt trước ông ấy giới luật biết thực là nền tảng của học phật không có nền tảng tốt thì làm sao có thể thành tựu phổ hiền mười nguyện chúng ta giảng rồi bảy nguyện bảy nguyện này là nguyện phổ hiền Phía sau ba nguyện là hồi hướng Thứ tám là thường tùy Phật học Là hồi hướng Bồ Đề Thứ chín hằng thuận chúng sanh Là hồi hướng chúng sanh Sau cùng phổ giai hồi hướng Là hồi hướng Pháp giới Ba nguyện phía sau đều là hồi hướng Ba cái hồi hướng này hôm nay thời gian hết rồi sáng ngày mai chúng ta cùng học tập ba loại hồi hướng